Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Kinh tế Công Thương của truyền hình Đồng Tháp. Thưa quý vị và các bạn, vài năm gần đây, kim ngạch xuất khẩu của Đồng Tháp đạt hơn 1 tỷ đô la Mỹ mỗi năm, đứng vị trí thứ tư ở đồng bằng sông Cửu Long. Đạt kết quả này có sự góp phần tích cực từ hoạt động tái cơ cấu ngành công nghiệp. Phóng sự sau đây sẽ đề cập đến vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Chúng tôi đến khi cơ khí Tây Đô đang tất bật với những đơn hàng cuối năm. Máy hút trấu thường được thị trường biết đến từ năm 2008 đến nay, tiếp tục là những mặt hàng thế mạnh của đơn vị này. Bởi không chỉ trấu, máy còn có thể hút nhiều nguyên vật liệu rời như cà phê, bắp, bã đậu nành, vân vân. Không dừng lại ở việc sản xuất máy hút thổi nguyên liệu rời, cơ khí Tây Đô cũng đã từng bước khẳng định tên tuổi của đơn vị mình khi lần lượt cho ra đời nhiều sản phẩm cần cẩu dích tải hút xả liệu. Chiếc máy này được sử dụng với chức năng chủ yếu hút xi măng. Máy có công suất hoạt động từ 50 đến 300 tấn một giờ. Đây là hai trong số nhiều sản phẩm của cơ khí Tây Đô đã phần nào cho thấy sự nỗ lực của đơn vị cùng với những hỗ trợ tích cực của ngành chức năng như Trung tâm Khuyến công và Sở Công Thương Đồng Tháp trong việc hỗ trợ máy móc thiết bị tiên tiến, giúp các đơn vị cơ khí cũng như các cơ sở công nghiệp nông thôn trong khâu xúc tiến thương mại tiếp thị để người sử dụng biết đến nhiều hơn các sản phẩm chủ lực và có lợi thế của Đồng Tháp. Cái người dùng người ta sẽ nói lên cái mong muốn của người dùng là cái máy đó làm được cái gì và hỗ trợ cho người ta được cái gì, hiệu quả ra sao. Thì từ cái đó thì các doanh nghiệp mới nắm bắt những cái ý đó, mới phát triển ngành cơ khí lên được. Thì thông qua những cái ý đó thì nó sẽ đòi hỏi doanh nghiệp phải đầu tư những cái thiết bị máy móc để phục vụ những cái nhu cầu của khách hàng như thế. Thì theo em là những cái đó là những cái quan trọng nhất trong ngành cơ khí. Chuyên mục Kinh tế Công Thương với sự đồng hành của Sở Công Thương Đồng Tháp kỳ này xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.